Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành quý vị trong 10 phút của bản tin. Sáng nay tại di tích lịch sử văn hóa đền Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 749 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước và khai hội đền Phù Ủng. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Tại lễ dâng hương, các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách thập phương ôn lại lịch sử về thân thế sự nghiệp của tướng quân Phạm Ngũ Lão. Sau khi mất, ông được nhà vua phong là Thượng Đẳng Phúc Thần và được dân làng Phù Ủng lập đền thờ ngay trên nền nhà cũ của gia đình. Năm 1988, đền Phù Ủng thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, lễ hội truyền thống đền Phù Ủng được tổ chức trang trọng từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng, thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương. Sáng nay, tại trụ sở Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa có buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, đến trao đổi, tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có 35 dự án đầu tư đến từ 12 quốc gia châu Âu, với tổng vốn đăng ký gần 630 triệu đô la Mỹ, trong đó có 17 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 540 triệu đô la Mỹ, diện tích đất thuê khoảng 54 ha. Đến nay, có 12 dự án đi vào hoạt động tạo việc làm cho 2.500 lao động. Tại buổi làm việc, hai bên đi đến thống nhất sẽ kết nối hỗ trợ phối hợp tổ chức những hoạt động xúc tiến đầu tư tại các nước châu Âu cũng như tại tỉnh Hưng Yên. Trong đó, cần lựa chọn những nội dung nổi trội, điểm nhấn cụ thể, dự án đã đầu tư có hiệu quả để quảng bá môi trường đầu tư tại Hưng Yên. Eurocharm ủng hộ việc có thể dành riêng một khu công nghiệp cho các doanh nghiệp châu Âu vào đầu tư và xây dựng bộ tài liệu xúc tiến đầu tư riêng cho các doanh nghiệp châu Âu. Hai bên sẽ tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ MAU để chính thức hóa quan hệ hợp tác đầu tư. Trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 3 vụ cháy, thiệt hại tài sản trên 50 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Trong đó, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng sữa tươi, xã Đại Hưng, huyện Quế Châu, một vụ cháy bãi rác và trạm biến áp thuộc xã Bế Sở, huyện Văn Giang và một vụ cháy bãi tập kết phế liệu gỗ trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Cả 3 vụ cháy đều được phát hiện sớm, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt kịp thời, dập tắt hoàn toàn, hạn chế thiệt hại và ngăn chặn cháy lan rộng. Nguyên nhân bước đầu xác định vụ cháy tại Văn Lâm là do một cháu bé đốt pháo tại đống rác cạnh khu tập kết phế liệu. Hai vụ còn lại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để đồng bộ với chính sách cải cách tiền lương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tăng khoảng 8%. Đề xuất trên căn cứ mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 là 3,25% và tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5,05%. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điều này sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi. Với mức điều chỉnh đề xuất 8%, dự kiến 6 tháng cuối năm 2024, kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngân sách nhà nước tăng khoảng 1.900 tỷ đồng. Hôm nay, xe container chở 13 tấn hạt xoài lép trồng ở Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang được xuất sang thị trường Hàn Quốc. Đây là lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường này, mở ra triển vọng cho giống trái cây độc đáo của miền Tây. Xoài hạt lép thuộc giống xoài tượng da xanh, có trọng lượng trung bình khoảng 0,3 kg, bằng một nửa so với trái bình thường. Loại trái này còn được biết đến là xoài cóc, xoài đèo. Năm ngoái, địa phương này cũng xuất khẩu 200 tấn xoài cho các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Theo ghi nhận của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Việt Nam, thì gần đây có khoảng 224 phản ánh của người dùng Internet Việt Nam về tình trạng website giả mạo, lừa đảo. Nhóm ngành tài chính ngân hàng hiện đang là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công lừa đảo, theo sau là ngành bán lẻ, thương mại và giả mạo cơ quan chức năng. Các trang web này lừa đảo hầu hết là giả mạo các sản phẩm thương mại điện tử nổi tiếng như Tiki, Shopee, Sendor. Do đó, cùng với việc công khai các website giả mạo, bản thân người dùng cần thận trọng xác minh kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cũng như cung cấp thông tin cá nhân.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt OI đôn đốc nộp số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty Xuyên Việt OI. Cùng với đó, Bộ cũng thông báo về việc doanh nghiệp không còn hoạt động với vai trò là thương nhân đầu mối. Tuy vậy, theo Bộ này, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin về việc thực hiện chuyển nộp số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu từ Công ty Xuyên Việt OI. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ ghi nhận, tại thời điểm thanh tra, Công ty Xuyên Việt OI âm vốn chủ sở hữu 462 tỷ đồng, nợ nhà nước tiền thuế 1.246 tỷ đồng, nợ quỹ bình ổn 212 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế, liên quan tới cuộc biểu tình của nông dân Ấn Độ thời gian gần đây, những người đứng đầu các hiệp hội nông dân ở Ấn Độ đã bác đề xuất trợ giá nông sản 5 năm của chính phủ, đồng thời cho biết họ sẽ sớm nối lại các cuộc biểu tình. Một trong những người đứng đầu các hiệp hội nông dân Ấn Độ cho biết, sau khi thảo luận về đề xuất của chính phủ trên hai diễn đàn, các đại diện nông dân đã quyết định bác bỏ. Dự kiến, các nông dân sẽ nối lại các cuộc biểu tình phản đối chính phủ từ 11 giờ sáng ngày 21 tháng 2 theo giờ địa phương. Theo đề xuất đưa ra tối 18 tháng 2, sau vòng đàm phán thứ tư giữa đại diện chính phủ và nông dân, các hợp tác xã sẽ ký hợp đồng mua một số loại đậu, ngô và bông của nông dân theo mức giá hỗ trợ trong tối thiểu 5 năm và không giới hạn về số lượng. Chính phủ sẽ thiết lập một cổng thông tin riêng để phục vụ chương trình này. Trước đó, các nông dân Ấn Độ đã tiến hành biểu tình từ ngày 13 tháng 2 để yêu cầu chính phủ phải đảm bảo giá nông sản cũng như bảo vệ quyền lợi của nông dân. Thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng tới cuộc sống và hoạt động đi lại ở một số nước khu vực Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp của nước này, đối với các đợt lạnh ở nhiều khu vực khác nhau, với dự báo nhiệt độ giảm mạnh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã khuyến nghị các cơ quan chính phủ liên quan lập kế hoạch khẩn cấp đối phó với các đợt lạnh sắp tới. Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin hơn 170 chuyến bay nội địa đến và đi từ hòn đảo Jeju miền Nam nước này đã bị hủy, chủ yếu do thời tiết xấu. Cụ thể, có trên 175 chuyến bay đã bị hủy sau cảnh báo mây thấp tại sân bay quốc tế Jeju và thời tiết xấu tại một số sân bay khác. Ngoài ra, còn có khoảng 138 chuyến bay nội địa và 8 chuyến bay quốc tế đến và khởi hành từ sân bay Jeju đã bị hoãn. Trung Quốc đang là điểm đến chú ý tại triển lãm hàng không Singapore 2024, khi trình làng máy bay thương mại C-919, phi cơ đầu tiên được sản xuất nội địa. Máy bay C-919 của tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc có tầm bay lên tới 5.555 km, sức chứa 164 hành khách, được kỳ vọng có thể cạnh tranh trực tiếp với dòng A320 và B737 của hai nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Airbus và Boeing. Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc thông báo sẽ đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ trong từ 3 tới 5 năm tới, để mở rộng năng lực sản xuất máy bay. Tháng trước, cơ quan hàng không Trung Quốc cũng cho biết đang đặt mục tiêu sẽ đạt được xác nhận của cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu cho mẫu máy bay thương mại C-919 trong năm nay, sau quá trình xin giấy phép kể từ năm 2018. Somensai là một trong những lễ hội nổi tiếng và lâu đời nhất ở khu vực phía Bắc Nhật Bản, nhằm kiểm tra sức chịu đựng và lòng thành của người tham dự. Tuy nhiên, lễ hội truyền thống hơn 1.000 năm tuổi này sẽ bị chấm dứt do cư dân địa phương bị già hóa, không đủ sức đảm đương công việc tổ chức. Vừa qua, hàng trăm người đàn ông Nhật Bản đã đóng khố truyền thống cùng tranh giành chiếc túi thiêng đựng những lá bùa gỗ trong lễ hội Somensai tại đền Kokuseki ở tỉnh Iwate, miền Bắc Nhật Bản. Những tiếng hô ma quỷ hay biến đi vang vọng khắp rừng cây tuyết tùng, đánh dấu thời điểm kết thúc sự kiện diễn ra thường niên suốt hơn 1.000 năm qua. Đây cũng là lần cuối cùng đền Kokuseki tổ chức Somensai. Sự kiện vốn thu hút hàng trăm người tham gia và hàng nghìn du khách mỗi năm đã trở thành gánh nặng với cộng đồng cư dân địa phương, vốn đang già hóa nhanh chóng và không còn đủ sức để đảm đương công tác tổ chức. Tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản đang diễn ra ngày càng nhanh. Dữ liệu thống kê của Bộ Nội vụ Nhật Bản hồi tháng 9 năm 2023 cho thấy, nước này lần đầu tiên ghi nhận 12,59 triệu người trên 80 tuổi, chiếm hơn 10% tổng dân số. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.